What the hell? Cái mốt tệ nhất từ đâu đến giờ? Oh shit. Cái gì đây ta? Xe đồn cảnh sát. Cảnh sát. What the hell? Đúng rồi, lên em. Ôi. What? Cái quy quy gì đây các bạn? Chuẩn bị gì các bạn ơi? What the hell? Tao lái xe đâu không vậy các bạn ơi? Violin. Má ơi. Ôi. 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 Quang. Kiếm em cái tóc thôi. Em ông chủ quán. Ôi, trời. Nhìn trong gương hả bạn? Vâng. Là tao thấy crazy thiệt á. Nó kêu nhìn như cứt. Các bạn lên xe các bạn. Lên xe, lên xe. Vâng. Tôi nghe thấy nó sợ mà nó mà vả liền luôn á. Thằng Switch nó không sợ bạn à, thằng Rider nó không sợ bạn. Nhìn mặt nó giống sợ không các bạn? Đúng bạn ơi. Nữa à? Đâu nữa ba? Ủa gì vậy, gì vậy, gì vậy? Em là dị nhân mà em sơn cũng được nữa anh. Ui nhặt tiền mà ơi trái dị nhân ngoài đường kìa. Ơi mấy mày nhìn thấy tao sao, đẹp chưa? Ui đít mẹ cảnh sát đít cú. Tao làm gì đâu, tao chỉ ngồi thôi mà. Người dị tật mà ta, sao ăn đã đánh mình riết rồi bạn. Ấy xe gì mới vậy? Ui nó cháy xe. Ui 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 thôi mấy anh trai à, nhà này đi vô được. Ấy cầm kìa lên coi. À tao mới vừa khiến gì nữa cảnh sát đi. Cảnh sát quay bớt nha cảnh sát, em không chơi cảnh sát nha. Ui ui mày sao, mày sao, mày mày ôi ơi ơi ơi, mày chưa thấy que đánh á. Mày chưa thấy đúng không? Mày chưa thấy chết. Mày ơi, cảnh sát, cảnh sát gì làm gì mà nói anh chết chưa vô chết rồi bạn. Mở cái tướng chạy đó tới lúc người leo, nó leo nè các bạn, nó leo rào nè các bạn. Lên lên. What the f mẹ. Trời ơi, nó gọi là vãi. Anh chờ mốt. Thằng em mà. Ê sao mày chưa thấy người quen bao giờ đúng không? Ê đập chip mà mày. Mày dám chơi người quen. Người quen hả mày? Ê ê ê ê, đánh không? Thanh niên người cái tay đó kìa các bạn, cái tay cái tay đó lại là cái đầu lú đó kìa các bạn. Có cầm nè bạn ơi. Ôi cái đập nó, đập nó, đập nó, đập nó mày mày bới.